Không được cái này thì được cái khác vậy. Một cái thìa cũng được. Ừ, không nên build như thế vì không ra được con Na đâu, khó quá. Không ra con Na, tính ra mình phải bắt con, xác định mình phải bắt con dây ngay từ đầu. Kem 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 kem, cơ bản là kem. Ôi, rốt được hai con tướng lại là hai con một tiền. Hiu hiu. Đấy, rốt cho người ta kìa. Ôi, nhưng mà tên này nó lại lặp lại thêm lần nữa. Như này đi. Thì nó bắt được con TF nữa làm cái hải tặc sớm được. Đây, nếu như tên này mà ăn ra được cái dấu hỏi màu bạc, ra cho mình con ganh plank chuẩn bài luôn. Và mấy cái tên em chả có bao giờ, hình như toàn đại cao thủ lên. Ừ thì đúng rồi, tất nhiên đại ca ca đại cao thủ lâu rồi mà. Đâu phải là cứ ở thách đấu thì bọn em ở thách đấu là bọn em phải gặp hết đâu, đúng không? Bây giờ thách đấu có nhiều người mà, 200 hay là 300 người, 250 hay là 300 người mà. Các bạn thấy bẩn bựa không? Chơi lại bán. Tuần đầu mình ra hai con Nidalee, mình đi bán hai con Nidalee đi, không có Nidalee 2 rồi này. Chỉ để mình mua được hai con xạ thủ ấy. Đã có Nidalee 2 rồi đấy. Tuần này thì nó lại ra ba con Fiora. Thêm một con Vayne. Chơi cái gì cũng được. Tính ra để hai con hiệp sĩ, xong một Savannah đứng sau lưng cũng được. Đúng rồi, là anh nên up sớm để anh lấy được con Na sớm. Mình phải tính vụ đấy. Nhưng mà mình có Wick 1, thế là mình cũng tham. Mình cũng phải tham thôi. Không nên là Wick 2 bài lỏng á. Làm shit. Mày vô dụng vậy. Không có tác dụng gì hết. Người ta là build hoang dã hình rồng mới tồn tại được. Cũng không hẳn đâu em. Anh build được nhiều cái tồn tại lắm rồi mà. Người ta là anh build Draven, anh cũng tồn tại khỏe luôn. Trận này thì mình chưa có con đế chế nào. Thế mình mút ông này chi ta? Má, một cú bàn máu lộ vãi đái. Hai bên bàn máu lộ gặp nhau. Nhìn buồn cười vãi đái. Hai ông dàn mẹ hàng ngang 6 con ra bàn máu với nhau. Họ là soi vũ. Với cả đạt Kaka. Ông đạt Kaka này đang bán rất là sâu rồi. Nhưng đã bị tranh suất. Vẫn có người yếu hơn mình nữa. Thấy chưa, cả hai anh em quyết định bắn máu mà.
Cung ác quỷ này. Mẹ nhìn khó chịu nhỉ. Nó hơi gặp tình hình bàn máu. Cạnh tranh với Dakaka. Dakaka 86, hai thanh niên đều 86. Thanh niên này cũng cuồng bán nhưng không thể nào tranh được. Hai giáp bán phải thôi. Hai găng tay. Thế mà còn bán nữa. Một tia. Đây máu ơi. Kế tạo mấy quỷ thư môi lô đã. Mình chưa biết mình chơi team gì cả. Có thể mình chơi team ác quỷ. Có thể là mình chơi hóa hình. Đây máu này thì ghét được băng tộc. Bên 2. Để giữ màu cái. Tôi sẽ lắm đồ thế. Mình giữ win streak khác, Lucian đồ rồi. Má bắn cái thốn luôn. Ba sáu tám chín level cho ai chốc vào. Ôi tụ đẹp thế. Tụ đẹp quá. Sao lại quý tộc còn mạnh không anh á? Không. Quý tộc dọn này hơi cùi. Khó build mà lại hơi cùi. Nếu mà chơi quý tộc bây giờ chắc các bạn phải nuôi Draven ấy. Thì nó mới bù đủ đam cho các bạn dễ chơi được. Combine cái gì đây? Vợ mình đi rút tiền đó các bạn ạ. Căng rồi. 4. 4 tiền. Ba, bốn, sáu, chín. Bỏ đi. Nico hả? Trận này hay là chơi quý tộc nhỉ? Có phải mình đi theo quý tộc được một trận đấy các bạn ạ. Mình sẽ thử đi theo quý tộc trận này làm sao. Có ma này.
là đi theo quý tộc được đấy. Hiệp sĩ bùa đỏ Neko bán 2 Fiora. Ngon. Karen xoay không nhận đam của Lissandra. Chỉ bị đốt thôi, tất nhiên là vẫn bị đốt rồi. Đúng rồi, vết thương sâu con Nelly không cho hồi. Thơm 17. Thế này là 20 rồi. Ok. Và nốt Fiora luôn. Ôi lại ra Fiora nữa, gợi ý quá. Ê, đủ 4 cung rồi. Lên level đủ 4 cung ấy. 33 mình lên cũng được. Tuần sau mình lên luôn được. Cũng được ấy, không tồi đâu. Bài mình hơi yếu lúc đầu, mình chưa muốn lên. Nhưng mà cái tầm này thì lại được. Vụ gì à? Ôi na 2. Đỏ nhờ. Garen xoay đẹp quá kìa Garen ơi. Garen gánh team ấy các bạn. Chuẩn Garen gánh team ấy. Hơi bị gánh luôn đấy. Cung thủ đồ này khê lắm, đúng rồi. Cung thủ đồ này nó khê lắm, nó không chuẩn đâu. Nhưng mà chơi ấy được ấy. Chơi quý tộc được ấy. Quý tộc lên nuôi Draven. Ừ không có cung. Bỏ hai mẹ con này đi. Đấy, chúng ta nuôi vừa đủ cung thôi. Brain. Đấy, nguyên tố tầm mid game này cũng được. Mình mua chủ yếu để mình roll. 4 8 8 rom ấy. Mua một đống con 4 tiền để ôm chợ đồ chợ mà không ra được con mà không ra được con Leona với cả con Kindred. Đấy là còn nâng level sớm ấy. Trận này lại không nuôi Draven, ngáo thế không biết nó. Đéo có đồ gì cả. Này nuôi Jinx. Đấy, chắc là nuôi được Jinx. Chơi chơi được xạ thủ. Chơi được xạ thủ chứ không chơi được Đấy rồi. Chơi kiếm khách này. Chuyển sang build kiếm khách được. Thiếu một cái cung nữa đúng không? Thì mình lấy được kiếm khách. Cái bùa đỏ. Ra tí lắp dạng thần cũng được. Dàn khung thì nó vẫn đang tàn tạ. Kệ. Ui dồi ôi, gặp cả team Na 2, 4 hoang dã đi. Mẹ team này có tích tiền đến chết chứ thua thì đéo được. Đẩy thì cũng đẹp thôi. Tự nhiên con này được quay kiểu quay sâu ấy. Nhưng mà không ăn thua. Thì mẹ Na 2 Na hùng. Đường đường một đấng anh hào vãi lần.
Bắt lại Garen. Nhìn bài là thấy là giống quý tộc bốn hiệp sĩ rồi. Bài trâu vãi à cứt. Hy vọng là tân chấm 6 em mình phải đánh được ra đồ. Nếu không là ăn cám luôn. À, tích tiền lên level sớm. Karen xoay vô duyên chưa kìa. Xoay thực sự vô duyên. 4. Tích tiền tiếp đi. Mình lấy định bán này để tí mình lấy tiền mình lấy Garen 2 khác mình bù cho con kia ấy mà. Đây để xem con này có ra đồ cung kiểu không nhá. Không là cung kiểu là chúng ta phải đổi build rồi. À, con này mà không ra đồ tốc đánh ấy là chúng ta phải đổi build luôn. Mình chưa có Poppy. Darius mình không bắt luôn. Không bắt Darius khó chơi Raven lắm. Xem ra gì. Đồ rốt chán quá. Neko 2 này. À. Má. Ôi. Bắt Akali trở lại đẹp này. Không kịp bán rồi. Trở lại bắt Dinh được rồi. Akali hoặc Dinh trở lại đẹp phết. Cài ra toàn đồ này đi mà chơi được không ta? Chúng ta có cài ra 2 luôn đấy. Cài ra 2 tìm cung thủ nhưng mà vẫn không có đồ tốc bắn. Chứ hiểu là anh bắn được không? Không có kháng phép. Đồ này chỉ có nuôi Akali thôi. Một giáp màu warm up. Giáp gai bùa đỏ. Dây chuyền chuộc tội. Khó này các bạn ơi. Khó này. Bây giờ là khó này. Bây giờ ghép bùa đỏ. Cho cái da vào thì cũng chỉ ghép được bùa đỏ này. Kể cả là cái da 2. Bắt cho gác đi lấy hư không đi. Cho nhiều hiệp sĩ. Đi mẹ đồ vãi à cứt. Cho mình 4 hiệp sĩ. Cho được 4 hiệp sĩ luôn. Bắn không ăn thua, không có đồ tốc bắn, bắn không ăn thua. Cái ra 2 thì nó là cái vấn đề là bởi vì mình giữ tiền rất là lâu nên mình có cái ra 2 thôi. Ba hiệp sĩ, 4 hiệp sĩ. Bốn hiệp sĩ hai sát thủ.
lại hack địch mẹ người ta ăn hành ca trận, kêu người ta hack phát cả lồng. Đéo cùng luôn. Đi con mẹ. Này đẹp rồi. Yêu Leona nã thôi đúng không? Thì đi chợ tên đồ nhanh mà mình ra được một cái cua, một cái lấy được một cái cùng cung Ronin hay là một cái đồ tốc độ bắn ma vũ cũng được, là cái da này mạnh lắm rồi. Đấy, lướt xong có nội tại cung thủ bắn được, coi như nó cũng bù được tốc độ bắn. Con Kai'Sa là bản thân của nó có tốc độ bắn sẵn rồi. Mua bán Garen này. Quỷ thự môi lô. Đấy hiểu hack cái gì nhở? Mẹ mày roll tù con mẹ cả quần ra mới được ít đồ, cứ hack 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 hack, khó chịu vãi lòng. Tin thì yếu. Ron thì ỉa con mẹ ở quần cứ hack 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 hack, khó chịu thật. Hai nê cô má ơi, hack hack gì hack hoài, đi đéo có tí đồ nào cả, toàn nê cô. Đồ người ta ít, đánh ra toàn Neko. Biết sao giờ? Đéo ra được cái đồ tốc độ đánh luôn. Đít mà. Giang thần cho Seju rồi được rồi. Hách gì hách hoài. Quý tộc quý tủng đang yếu lòi ở mắt ta, hách hách. Ngựa đít. Hay là yếu ra nhỉ? Lấy con ra tỉ bán nó đi, tỉ bán này đi, không cần lấy giang thần nữa. Thì lấy con ra, coi như có tí tốc độ đánh. Đồ lớn cuối cùng của con Kai'Sa đi chợ nhặt sau.
Trời ơi, người ta ra con Lee Sandra nó khống chế không làm gì được luôn, không một tí đồ tốc độ bắn nào, nhìn nó tù tù thực sự. Lướt lướt. Cái con này còn quay được đấy, con này được đấy. Đây, đây là mình lên level mình có hộ vệ rồi. Ok anh em, chúng ta có hộ vệ rồi. Sợ cứt nữa nhá. Méo còn ăn giáp luôn. Chết cấm đồ quá. Ô sờ liều ván anh em. Đéo gì. Cấm đồ cấm đủng gì dăm ba cái tâm này nữa. À, tao phải áp chết 9 cơ, đúng không? Áp chết 9 chúng ta mới có 4 hộ vệ được, cái ra là bay như cái máy. Thằng kia 6 quý tộc à? Đi mẹ được game rồi. Rồi nha. 6 quý tộc vẫn chết thì chó này. Nó leo na hà cho leo na cầm cái này luôn. Ê, mình nghĩ là mình nên bỏ hộ vệ đi thôi các bạn ạ. Chúng ta chơi 4 hiệp sĩ. Hộ vệ hộ vùng làm gì hả các bạn? Đúng rồi, nó chơi 4 hiệp sĩ đấy. Hộ vệ hộ vùng làm gì? Rồi, có xe du rồi, ngon rồi. Má, nãy giờ tao không có CC thôi nha. Xe du tao CC được 2 lần nha mày. Ờ, nhòn đấy. Bắn em ơi. Ít đam quá. 5.3 nào, đi chợ kiếm được cái đồ gì ngon nào, tốc độ bắn nào, giết Ad Khánh đi. Chúng ta được đi chợ tân đầu. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhặt được một cái cuồng đao vui xô thôi. Một cái đại bác liên thanh thôi. Không, không đại bác liên thanh, cuồng đao vui xô hay cái gì nữa là được. Số zin kìa. Hết kiếm không cần. Mà vũ cũng được. Đi tìm khách à? Tìm kiếm khách không phải là ý tưởng tồi đâu. Cai ra lấy cái này cũng được rồi. Lấy này bay liên tục. Không lấy ma vũ thì có đam. Hay lấy cái máy bay liên tục. Số zin mẹ đi. Số zin thì hai con dùng được. Nhưng mà cho con cai ra nó bay nó ảo hơn. Đó là máy bay trực thăng các bạn ạ. Nó lướt qua mặt trận là bay vèo vèo thế để thức cần sự chi hiểm nghèo. Check cầm đồ phát. Bạn này không có luôn. Quý tộc giống mình không có luôn. Có Sizu 2 choáng trước mình. Không phải Pantheon bài đẹp quá. Có mỗi cái aura này làm tốc độ đánh cho team. Còn lại chả còn gì cả. 6 quý tộc hết thời rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cũng 8 con. 6 quý tộc nhưng mà nó lên được Vein 3. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đồ rưỡi, 8 đồ. 1, 2, 3, 4, 5. Mình có 6 đồ. Nó có 8 đồ rưỡi, mình có 6 đồ. Đéo cân tí nào cả. Đéo cân. Chấp hết thì mà Kaiza carry vãi là cứt. Chấp hết. Chấp hết. Một mình Kaiza làm hết. Chả còn làm được gì cả. Giờ chỉ có up chết 9 thôi, cho thêm hộ vệ vào thôi. Này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đồ rưỡi, nó 8 đồ rưỡi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ờ, 7 đầu rưỡi, như nhau. Chả hiểu sao bài nó khỏe như mày. Leona cũng 2, cũng 2, cũng 2, cũng 2. Cũng thế cả. Ô, tuần này khó chấp rồi. Bắn E không có CC là bắn E. Sao chết được? Không có CC làm sao em chết được Kai'Sa? Đúng không em, Kai'Sa của anh? Bắn đi em. Mình tất cả bài đều là 2 hết rồi, mình không còn update được cái gì nữa cả. Tôi ra Pantheon thì ngon. Làm một cái vết thương sâu. Hay cho con kêu cũng được. Mặc dù cái đam phép bị phí nhưng mà nó có thêm ít sát thương, nó dễ kích được cái ulti hơn. Bay như chim các bạn ạ. Đây là Kai'Sa bay như chim nhá. Cái này mà cho là con Kai'Sa thay cho cái bùa đỏ thì nó là cái tầm mẹ luôn. Thật thì nó là cái tầm luôn. Này nó cho con gì các bạn? Cho Sezu nhá. Sezu nhá. Đúng không? Mình cho Sezu không? Cho Lucian nữa. Ok cho Lucian. Gì bị choáng rồi. Bắn bên. Nó tại cung thủ đâu, bắn bên. Lại bắn Lucian nữa, bắn cứ lưu hột dừa. Rồi, bắn chết được bên rồi. Bắn Sezu. Né, bắn kêu. Lại bay vào băng. Rồi, bắn. Còn làm gì có đam giết em. Cố lên. Hòa là thua mẹ rồi. Thua kiểu đéo can tâm tí nào cả. Chán thật. Hai nhà quý tộc gặp nhau đánh hết thời gian. Bài khỏe như thế mà thua. Trong khi mình con cái dài của mình chấp hết. Đấy, thế này là top 1 đây bạn. Đánh mình thua chắc rồi. Chán vãi lành. Bài này này thì gặp bọn này thì khỏe. Bởi vì có cái gì khổng lồ. Còn về bắn đau lắm. Về lấy được cái kiếm khách đã bắn nhanh. Bắn ba cái là thấy chết mẹ một con rồi. Thua. Thế này được hơn mình cái kill 2. Nó kêu hai mà. Thanh niên này thì vừa thua mình xong. Thanh niên này vấn đề là không có CC cứng. Mà không có CC cứng chả làm như nào giết được con Kai'Sa cả. Vậy cái team này con Kai'Sa của mình build đồ như thế không chết được. Bất tử mẹ rồi. Cứ bay bay ông ulti liên tục. Bay 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 bay.
Mai thiên nhiên hóa hình là ai giết được ai? Nhân tiểu hảo này khỏe à, biến hình khỏe phết. Melody Mark này hên xui, xem thử nốt xem bán nào. Đấy cái miss cho pan à, ui pan 2 luôn, vãi nồi, khỏe. Cho em cá thớt vào kìa, thường slot kìa. Một pháp sư, hai pháp sư, ba pháp sư luôn, đẹp thế. Ôi tiểu hảo bài cuối game đẹp chưa, ba con rồng khỏe nhá, con rồng mới siêu khỏe luôn. Ba rồng, một hai ba hóa hình khỏe, ba hóa hình của nó đều khỏe, tiểu hào nó vẩn nhất đấy. Bay vào con ven, CC con ven, đúng rồi. Con rồng khà một cái thôi là đi đi mẹ con ven rồi. Ôi con rồng bị CC từ đầu đến cuối kìa, không nhắc được tay lên kìa các bạn kìa. Vãi nồi, con rồng này bị CC từ đầu đến giờ luôn. Thua rồi. Thua luôn. Melody mắc đi rồi này, còn lại hai team hóa hình chơi với nhau và vẫn thanh niên này tự đi luôn. Tám máu à, đánh với clone thì tám máu chắc là chưa đi đâu. Một máu đấy, xem nốt tên PK cuối cùng này. Bài này khỏe lắm rồi đấy. Bài kia có gì, một hai lại bốn hoang dã. Bây giờ cứ nhìn trận đội team nào vô địch là team này có bốn hoang dã. Trận này mà mình ở lại là xong mẹ rồi. Cái team này không lấy cái gì ra giết con Kai'Sa được, thế mới cay chứ. Cái ta vút dòng bùa đỏ số zin, không lấy gì ra giết được. Tiểu Hảo bài khỏe mà, Tiểu Hảo bài khỏe lắm, nhìn con này lực lực đéo nổi rồi, thế mà Tiểu Hảo lại thua, khỏe thế mà thua, mẹ đéo tin được không thay cung nào em ạ, khó chơi thật, chơi team cung thủ rồi không thay cung nào, có phải là bó tay không?